Hậu vệ Hồng Duy lấy con gái tổng giám đốc ngành cao su. Hậu vệ của đội tuyển Việt Nam và câu lạc bộ Nam Định, Nguyễn Phong Hồng Duy sẽ tổ chức đám cưới với bạn gái Kiều Oanh vào giữa tháng 5 tại Gia Lai và Bình Phước. Sau Quang Hải, Hồng Duy sẽ là tuyển thủ Việt Nam tiếp theo tổ chức lễ kết hôn trong thời gian tới. Hiện tại, hậu vệ sinh năm 1996 và gia đình đang tích cực chuẩn bị cho đám cưới. Cụ thể, lễ vu quy sẽ được tổ chức tại nhà gái vào ngày 19 tháng 5 tại Gia Lai. Sau đó, đám cưới sẽ diễn ra tại nhà trai ở Bình Phước ngày 28 tháng 5. Hồng Duy sẽ mời bạn bè, đồng nghiệp tại quê nhà của anh. Hai ngày cưới đều không vướng lịch thi đấu với câu lạc bộ Nam Định nên Hồng Duy sẽ có thể tập trung lo cho sự kiện trọng đại nhất của cuộc đời. Dự kiến, đám cưới của Hồng Duy nhiều khả năng sẽ có sự góp mặt của nhiều khách mời nổi tiếng như huấn luyện viên Park Hang-seo, Quang Hải, Văn Hậu, Xuân Trường, Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn. Hồng Duy sẽ kết hôn với bạn gái Kiều Oanh vào giữa tháng 5 tới. Nguyễn Phong Hồng Duy và Phạm Thị Kiều Oanh công khai chuyện tình cảm vào tháng 8 năm 2022. Kiều Oanh sinh năm 1995, hơn Hồng Duy 1 tuổi. Cô là con gái của tổng giám đốc một công ty cao su có tiếng ở Gia Lai. Xuất thân là tiểu thư nhà giàu, Kiều Oanh lại gây ấn tượng với hình ảnh đời thường giản dị. Chăm chỉ làm từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Trong khi đó, Nguyễn Phong Hồng Duy bắt đầu nổi lên sau hành trình ở U23 châu Á 2018 cùng U23 Việt Nam. Kể từ thời điểm đó, cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai được người hâm mộ gọi với biệt danh Duy Pinky. Hiện tại, Hồng Duy đang thi đấu cho câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Cầu thủ quê Bình Phước chuyển đến đội bóng Thành Nam kể từ sau AFF Cup 2022. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.